Xin chào các bạn. Như vậy là có thể nói là dịch nCoV-19 đã chính thức quay trở lại Việt Nam chúng ta. Và chỉ trong 3-4 cái ngày mới đây thôi thì đã có rất nhiều các trường hợp bị dương tính với nCoV và lần lượt trải rộng từ Đà Nẵng cho tới Hà Nội và có thể là sắp tới là thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là những ngày bình yên của chúng ta đã gọi như là chính thức là chấm dứt và cả đất nước lại bắt đầu đi vào một cái mùa chống dịch. Và lần này tôi nghĩ rằng nó sẽ còn căng thẳng và cần nhiều quyết tâm hơn. Và nền kinh tế của chúng ta như vậy là sẽ gặp thêm rất nhiều các cái khó khăn và thách thức. Chúng ta vừa gượng dậy được sau những tháng bị cách ly thì bây giờ tiếp tục phải bước vào giai đoạn 2. Và tôi nghĩ rằng sẽ còn nhiều doanh nghiệp và nhiều người lao động sẽ còn gặp khó khăn bội phần. Vì vậy là ngày hôm nay trên các mạng xã hội của chúng ta đã nhan nhản những cái bức ảnh chế, ví dụ như là combo gọi như là nón gậy để đi ăn xin phần 2, hay là các cái tác phẩm liên quan đến hòn đất như là cạp đất mà ăn thì cạp thế nào cho đúng, rồi là nghiên cứu thành phần dinh dưỡng ở trong đất. Tôi thấy rất là thú vị, nhưng mà thực ra thì khi đọc thì cảm giác rất là đau lòng. Tôi biết rằng là một bộ phận lớn người dân của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì thứ nhất là các doanh nghiệp sẽ không còn đủ khả năng để chịu đựng với mức lương như trước đây, rồi là cái doanh thu thì chưa kịp có trở lại thì đã bị mất đi, như những thành phố như Đà Nẵng, Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, những thành phố sống nhờ vào dịch vụ hay là du lịch rất là nhiều. Thì khi mà xảy ra những cái dịch như thế này thì chắc hẳn là các doanh nghiệp sẽ bị cắt giảm nhân sự hoặc là giảm lương là điều đương nhiên rồi. Cho nên vì vậy đây là cái giai đoạn cực kỳ khó khăn mà chúng ta cần phải có được những cái đường hướng quyết liệt và sáng tạo để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thì trong clip ngày hôm nay thì tôi xin phép được chia sẻ với các bạn là khi mà nhân cái dịp dịch như thế này thì chắc hẳn là sẽ nhiều đơn vị người ta sẽ thải người ra, và những người mà muốn trụ vững được lại ở trong công ty cũng như là có thể tranh thủ cái cơ hội này để kiếm được những cái việc làm ở những cái công ty thì tôi nghĩ rằng là rất là khó khăn. Cho nên là vì vậy chúng ta cần phải cho chúng ta một cái cơ hội, tự tạo cho chúng ta một cái cơ hội. Thế thì cái việc mà tham gia kinh doanh thì nhiều clip trước tôi đã nói rồi, không phải ai cũng có khả năng kinh doanh được ngay và không phải ai cũng có duyên để mà kinh doanh hay là bán hàng. Cho nên vì vậy cái việc mà đi xin các công việc một cách ổn định tại các doanh nghiệp của nhà nước hoặc là tư nhân hay là nước ngoài là một bộ phận lớn của người dân chúng ta vẫn cứ phải làm. Để mà tìm việc được trong giai đoạn bình thường đã khó, còn để tìm việc được trong giai đoạn dịch nCoV thế này tôi nghĩ còn khó khăn hơn, và nó cần có những cái yêu cầu khắt khe hơn theo thời kỳ bình thường, bởi chúng ta đang rơi vào tình trạng là bị thừa nhân lực và cũng thiếu việc làm. Vì vậy cái clip ngày hôm nay sẽ chia sẻ một vấn đề rất là thiết thực, đó là bạn cần phải chuẩn bị cho chính mình những gì để mà chúng ta có thể cạnh tranh được với các ứng cử viên khác để tìm kiếm được một công việc tốt đẹp trong cái mùa dịch hiện nay. Thế thì ở với tư cách là một người làm nhân sự chuyên nghiệp và đã từng là giám đốc nhân sự cho nhiều tập đoàn lớn ở Việt Nam trong suốt một khoảng thời gian khá dài, và đến nay thì vẫn là người thường xuyên đi đào tạo về cái công tác quản lý nhân sự, và cũng là người mà trực tiếp là tuyển dụng nhân sự rất nhiều cho các công ty mà tôi đang quản lý hiện nay, thì tôi nhận ra một điều là cái người lao động Việt Nam của chúng ta thì về mặt bằng chung là có rất nhiều các cái điểm tích cực, ví dụ như là có bằng cấp tốt này, cũng rất là ngoan ngoãn, rồi là biết thực hiện các cái nhiệm vụ được giao với một cái khả năng cố gắng vừa đủ, rồi là cũng có cái góc nhìn là tích cực, lạc quan, yêu học hỏi. Thế nhưng mà ngoài những cái điểm tốt đẹp đó ra thì còn rất nhiều thứ chúng ta lại thiếu, đặc biệt những yếu tố đó là lại rất cần trong giai đoạn dịch giã như hiện nay. Vì vậy ở đây tôi xin nêu ra 8 cái gọi như là yêu cầu mà nếu chúng ta có được thì chắc hẳn rằng là dù mùa dịch hay không thì chúng ta vẫn có thể có được việc làm một cách như mong đợi. Vậy thì 8 yêu cầu là gì? Hôm nay tôi sẽ không nói những vấn đề đao to búa lớn mà đi thẳng vào những cái yêu cầu cụ thể luôn. Vì vậy yêu cầu đầu tiên đó là anh chị phải là người có khả năng tạo ra kết quả. Riêng cho giai đoạn này tôi đặt lên hàng đầu. Tại sao cái yêu cầu phải biết tạo ra kết quả là vì doanh nghiệp bây giờ không còn nhiều sức để chịu đựng một cái khoảng thời gian để cho các bạn thử việc cũng như là cái thời gian để các bạn làm quen với công việc nữa. Ví dụ hôm nay tôi bỏ ra 10 triệu hay là 20 triệu để tuyển dụng bạn về làm thì tôi cũng muốn rằng trong cái tháng đó bạn phải ra kết quả ngay. Bởi vì nếu không có kết quả ngay thì chắc chắn là bạn không phải là người hiệu quả rồi, và tôi đã mất cho bạn 10 triệu, 20 triệu đó trong khi doanh thu hay là hiệu quả công việc của bạn đem về cho tôi là chưa có được. Nếu thời kỳ trước đây thì có thể nói là phải chờ đợi hoặc là để cho người lao động làm quen với môi trường làm việc. Thế nhưng bây giờ nếu mà cứ chờ đợi như vậy thì doanh nghiệp chắc chắn sẽ bị phá sản hoặc là gặp rất nhiều khó khăn.
Cho nên vì vậy, tiên quyết đầu tiên để chúng ta tìm việc được là chúng ta phải chứng minh bằng được bằng cái hiệu quả công việc thực tế, chứ không phải chỉ bằng lời nói. Và yêu cầu đầu tiên bây giờ nó không phải là em tốt nghiệp đại học bách khoa hay là em sinh viên xuất sắc trường đại học ngoại thương, cái điều đó nó chỉ là yếu tố tham khảo. Còn việc đầu tiên có thể sau 5 ngày, sau 1 tuần là bạn phải chứng minh với tôi bằng kết quả. Ví dụ bây giờ tôi muốn rất nhiều người đến đây để làm công việc bán hàng chẳng hạn, là nhân viên kinh doanh hay là các cộng tác viên bán hàng chẳng hạn. Vậy thì chúng tôi sẽ thử luôn, tôi đã đào tạo cho bạn ngày hôm nay về sản phẩm, về giá bán, về cơ chế phục vụ khách hàng, rồi là tờ rơi tài liệu tôi cung cấp đầy đủ. Và tôi đã giao cho bạn ngay một số lượng hàng, ví dụ như là 50 sản phẩm hay 100 sản phẩm. Và tôi chỉ cần nhìn cái cách bạn ra tiếp cận khách hàng, và bạn gọi chia tuyến, các bạn đi gọi như là xâm nhập thị trường ra làm sao, và đặc biệt là cái kết quả đem về của bạn thế nào, thì tôi đã phải nhận ra ngay bạn phải là một người bán hàng chuyên nghiệp hay không, và bạn có tiềm năng và tố chất. Nhưng mà cái tiềm năng và tố chất này nó phải được phát huy tác dụng một cách nhanh chóng và kịp thời hay không. Và nếu như trong một tuần hay là trong 10 ngày mà tôi thấy rằng bạn vẫn loay hoay với công việc của mình mà vẫn chưa ra kết quả, thì có nghĩa rằng bạn sẽ bị loại và tôi sẽ không còn có thể nào tiếp tục hợp đồng với bạn nữa. Cho nên yếu tố đầu tiên mà tôi nhắc các bạn đó chính là yếu tố phải có khả năng tạo ra kết quả, đúng không ạ? Cái khả năng thứ hai rất quan trọng đó là gì, anh chị biết không ạ? Đó gọi là khả năng thích ứng, hay còn gọi là khả năng thích nghi. Anh chị biết rằng là sao, cái nền kinh tế của chúng ta nó thay đổi quá là nhanh, và cái yêu cầu của công việc nó cũng thay đổi rất là nhanh. Và nếu như chúng ta có khả năng thích nghi ngấp thấp thì chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể là đảm đương công việc được. Ví dụ như ngày hôm qua cũng là một nhân viên kinh doanh, nhưng mà tôi vẫn đang bán hàng offline, thì ngày hôm nay là cách ly thế này tôi phải bán hàng online. Ngày hôm nay là tôi còn gọi như là có thể làm việc bằng cái công cụ thô sơ thế này, nhưng ngày hôm nay tôi bị chuyển sang làm một cái công cụ nó rất là hiện đại, và nó được gọi như là gắn liền với cả cái điện thoại di động của chúng ta, thay vì việc là chúng ta phải ôm cả một cái máy tính để bàn. Trước đây là chúng ta bán hàng ở trong một cái điều kiện mà mọi người có thể gặp gỡ để là tư vấn, để là thuyết phục. Thế nhưng mà ngày hôm nay tôi lại cần các bạn phải làm sao để chạy quảng cáo ra đơn ngay, hoặc là các bạn phải thuyết phục khách hàng mua luôn trên cái gian hàng của chúng ta, trên Shopee hoặc Lazada chẳng hạn. Thế cho nên là cái kỹ thuật hoặc là cái kỹ năng của chúng ta nó phải được thay đổi liên tục và rất nhanh. Thậm chí là đêm hôm trước vừa nghĩ ra phương pháp làm thế này thì sáng ngày hôm nay với một cái thông báo của nhà nước về giãn cách, về hạn chế đi lại, là chúng ta phải thay đổi phương pháp đó ngay bằng phương pháp khác. Nó giúp cho cái việc mà đạt mục tiêu, cái yêu cầu đầu tiên nó được thực hiện. Như vậy tôi nhắc lại, đó là cái khả năng thứ hai rất quan trọng, đó là khả năng thích ứng. Và chúng ta biết rằng là trong cái nghiên cứu người ta chỉ ra không phải những con vật to nhất, khỏe nhất mà sống được lâu, mà phải là những con vật có khả năng thích ứng thì nó mới trường tồn với thời gian. Tôi nói ví dụ như khủng long to vậy cũng bị diệt chủng rồi, nhưng mà con gián chẳng hạn thì vài triệu năm nay nó vẫn tồn tại, và người ta tìm ra khả năng tồn tại của nó phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng thích nghi rất tốt của nó với điều kiện môi trường và điều kiện xung quanh. Vì vậy trước đây chúng ta làm việc ở cơ quan, giao lưu xin ý kiến, họp hành, thì bây giờ là work from home, đúng không? Làm việc ở nhà, chúng ta sẽ không có ai giám sát cả, chúng ta hầu như nó chỉ có cái câu chuyện là tương tác một mình và tương tác với khách hàng online, rồi là chúng ta chỉ có việc là tự phấn đấu, chẳng ai kèm cặp và bảo ban nữa. Cho nên nếu chúng ta thích ứng không kịp thì chúng ta sẽ chắc chắn là người bị loại trong cái cuộc chiến này. Cái yêu cầu thứ ba, đúng không ạ? Đó là khả năng liên kết. Khả năng liên kết là gì? Khả năng liên kết ở đây có nghĩa là ngày xưa bạn bảo rằng là bạn học công nghệ thông tin rất là giỏi. Thế nên từ ngày bạn học ra trường đến giờ, bạn đã đưa được cái kiến thức gì của cái quá trình học đó vào trong cái ứng dụng công việc hiện nay hay không? Ngày xưa bạn bảo rằng bạn là học ngoại thương được bằng đỏ, thế vậy bây giờ bạn đã đem được cái kiến thức gì của bạn học ngày xưa ra để có những sáng kiến giúp ích cho công ty vượt qua thời kỳ thương mại và giao dịch rất khó khăn này? Bạn bảo rằng trước đây bạn làm 5 công ty nước ngoài, bạn đã có những thành tích bán hàng rất xuất sắc, vậy bạn đã đem được cái kinh nghiệm gì ở ngày xưa ra để ứng dụng cho hiện nay để giúp cho công ty tôi bán hàng được thành công? Cho nên khả năng thứ ba người ta gọi là khả năng liên kết, tức là liên kết giữa quá khứ và hiện tại, liên kết giữa lý thuyết và thực tiễn. Và nếu như bạn không có khả năng làm điều đó thì bạn cũng chỉ là những cái điểm thành công một cách rời rạc. Năm nay thì thành công, sang năm chưa chắc đã thành công, năm trước đây bạn học giỏi nhưng bây giờ bạn lại là người thất bại. Tôi cần có một cái khả năng liên kết và sâu chuỗi tất cả các kinh nghiệm và lý thuyết của bạn lại để trở thành một cái đường thành công nó gọi như là dài và liên tục. Thì đây là khả năng vô cùng khó khăn, và tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải là người làm sao ạ, chứng minh được cái khả năng liên kết rất tốt của chúng ta. Thứ ba, rồi đến bây giờ đến thứ tư, đó là bạn phải là người có khả năng lãnh đạo tốt. Tại sao là một nhân viên, là một sinh viên mới ra trường mà tôi lại yêu cầu câu chuyện về lãnh đạo?
Bởi vì thực tế theo lý thuyết mới về lãnh đạo hiện nay là chúng ta có 5 cấp độ lãnh đạo. Tôi không nói những cấp độ cao hơn, tôi xin nói về 3 cấp độ đầu tiên thôi. Và tôi nghĩ rằng nếu anh chị còn không có 3 cấp độ này thì anh chị sẽ khó thể tồn tại được trong xã hội của chúng ta hiện nay. Cấp độ lãnh đạo đầu tiên đó chính là gì ạ? Đó chính là lãnh đạo chính bản thân mình. Lãnh đạo về mặt lý thuyết đó chính là người có khả năng gây ảnh hưởng. Vậy thì chính bạn phải là người gây được ảnh hưởng tốt đẹp lên bạn. Và nói trong kinh tế thì có nghĩa là bạn phải là người làm được nhiều công việc tốt hơn những việc bạn làm ngày hôm qua. Mà nếu bạn là người làm được việc này thì bạn đã đạt cấp độ lãnh đạo số 1. Ví dụ ngày hôm qua bạn bán được 9 sản phẩm thì ngày hôm nay bạn phải cố gắng bán được 10 sản phẩm. Ngày hôm qua bạn làm việc đó mất 5 tiếng thì ngày hôm nay bạn cố gắng làm việc đó còn 4 tiếng rưỡi thôi. Tức là chúng ta phải tự cải tiến với chính bản thân mình ngày hôm qua. Và nếu quá trình đó được duy trì với một ý chí và một kỷ luật thép thì có nghĩa là bạn đã đạt cấp độ lãnh đạo số 1. Chúng ta phải hiểu rằng bây giờ ví dụ tôi làm việc ở nhà chẳng hạn thì không còn ai rục rã tôi nữa, không còn dấu vân tay, không còn camera quan sát, không còn những phần mềm nhận việc kéo kẹo hàng ngày. Thế vậy thì chúng ta là phải làm sao để mà chúng ta duy trì được động lực và duy trì được hiệu quả. Và nếu chúng ta bị trượt dài trong cái sự nghỉ ngơi thư giãn hoặc là làm việc theo kiểu ngày xưa để nhìn trước ngó sau có lãnh đạo thì mới làm, thì chắc chắn bạn đã không thể nào tồn tại được trong một cái môi trường làm việc mà cần nhiều sự chủ động và cái sự tự kỷ luật như chúng ta hiện nay. Cho lãnh đạo cấp độ số 1 là rất quan trọng. Thế bây giờ bạn đã giúp cho mình tốt hơn ngày hôm qua rồi thì đến lượt là bạn phải giúp cho cái người bên cạnh của bạn có thể tốt hơn ngày hôm qua. Ví dụ hai anh em cùng làm trong một đơn vị, cậu giúp cho cậu để bán hàng được tăng thêm 5%, 10% một ngày là quá tốt rồi. Thế nhưng mà cậu lại còn phải hướng dẫn, giúp đỡ, chia sẻ cho cái người bạn của cậu nữa là cũng tốt được như cậu, cũng cải thiện được cái tình hình kinh doanh của bạn đó. Thì đấy là bạn đang lãnh đạo cấp độ số 2. Tức là bạn đã bắt đầu gây ảnh hưởng được cho người bên cạnh, gây ảnh hưởng cho những người mà chưa làm tốt được như bạn. Và tổ chức rất cần những người như thế này. Ví dụ bạn ngồi ở nhà, bạn không gặp trực tiếp được người ta, nhưng bạn phải làm những clip chia sẻ về kinh nghiệm, bạn hướng dẫn người ta, bạn gọi điện tư vấn cho người ta để người ta cùng cố gắng và tốt lên như bạn. Thì bắt đầu bạn thể hiện bản lĩnh lãnh đạo cấp độ 3, cấp độ 2 rồi. Thế bây giờ sau khi mà cậu lại còn được gọi như là mọi người tin yêu và tín nhiệm, và mọi người đều gọi như là nhờ cậu để cậu giúp đỡ, thì bây giờ cậu làm sao? Cậu phải lan tỏa cái giá trị của cậu cho nhiều người hơn. Cậu thường xuyên có ý kiến đóng góp, sáng kiến và cũng hành động cụ thể để giúp đỡ tất cả mọi người mà nhờ vả cậu, xung quanh cậu, thì cậu đã đạt được cấp độ lãnh đạo số 3. Tức là cái sự ảnh hưởng của cậu lớn hơn rất là nhiều. Thế còn mai sau cậu được tin cậy, cậu được bổ nhiệm làm trưởng của một phòng ban nào đó mà cậu giúp cho cả phòng ban đó đều đạt những mục tiêu thách thức hơn do lãnh đạo giao cho, thì cậu là cấp độ lãnh đạo số 4. Còn cậu giúp cho nhiều phòng ban khác, thậm chí cho cả hệ thống đó tốt đẹp lên với cái gọi như là làm gương, làm mẫu của mình và quyết tâm của mình, thì cậu có khả năng đạt cấp độ lãnh đạo số 5. Thế thì ở đây tôi nhắc lại lần nữa là tôi không có nhu cầu tranh cãi với các lý thuyết lãnh đạo. Thế nhưng mà công ty của chúng tôi hiện nay cũng như là nhiều công ty khác, người ta đang cần những ứng viên như vậy. Tức là đầu tiên làm cho mình tốt lên mỗi ngày, thứ hai là giúp được ít nhất một người khác tốt lên mỗi ngày, thứ ba là giúp cho cả cái phòng ban, đội nhóm bạn thuộc về tốt hơn mỗi ngày, thứ tư là quản trị điều hành cái phòng ban đó thật tốt với những cái thách thức, mục tiêu ngày càng tăng lên, và cuối cùng nữa là giúp cho cả hệ thống để tốt lên mỗi ngày, thì cậu đã lần lượt chinh phục được các cấp độ và lãnh đạo. Thì đấy là yêu cầu thứ tư. Cái yêu cầu thứ năm đó là gì ạ? Là khả năng học tập. Bây giờ bạn biết không, có quá nhiều chúng ta cần phải học. Anh chị có thể quan sát thì thấy rằng mặc dù tôi rất là bận rộn, thế nhưng mà trên bàn lúc nào cũng phải có những cuốn sách. Và đôi khi thì nhiều khi không phải là mình đọc để mà mình có thể áp dụng được ngay vào trong công việc đâu. Thế nhưng mà mình phải hiểu rằng là mình đọc cuốn sách đó, thậm chí là nhìn vào cái tiêu đề của cuốn sách, là mình phải biết là à, hóa ra bây giờ nó tồn tại một cái khái niệm như vậy. Thế như vậy có nghĩa là mình vẫn chưa đọc được nó, có nghĩa là mình vẫn còn khiếm khuyết một cái lý thuyết nào đấy, cho nó nhắc nhở mình là mình phải học tập và mình phải rèn luyện, đúng không ạ? Tôi nói ví dụ như là trên tay hiện nay có một cái cuốn sách là phụng sự để dẫn đầu chẳng hạn. Trước đây mình cứ nghĩ là dẫn đầu thì để được phụng sự, tôi leo lên trưởng phòng trưởng ban để được chúng nó hầu hạ tôi. Thế nhưng bây giờ đọc cái cuốn sách là phụng sự để dẫn đầu, à như vậy có nghĩa là mình phải cho đi trước, mình phải phụng sự trước thì mình mới được người ta bầu lên làm lãnh đạo chăng? Hay là ví dụ như trước đây làm lãnh đạo thì mình không biết làm thế nào để cho nó hài hòa được cái con người lãnh đạo của mình, thì bây giờ thấy một tiêu đề cuốn sách là trí óc, trái tim và khí phách. Từ khí phách rất là to. Như vậy là trong thời dịch nCoV này, phải chăng là mình cần khí phách? Thế nhưng khí phách nó là cái gì? Làm thế nào để khí phách này nó hài hòa được với trái tim và trí óc của chúng ta? Thì đấy lại cần phải đọc. Thế vì vậy là chưa đọc được, nhưng mà phải để đây
để mà mình có như là dành thời gian học tập mỗi ngày. Khả năng học tập là rất quan trọng. Thế nhưng mà sinh viên Việt Nam bây giờ, chúng ta biết rồi, trong một cái clip trước thì các bạn đã biết là tôi nói rồi, hầu như từ khi ra trường đến giờ là chúng ta không có đọc xem sách báo, chúng ta đắm chìm vào những công cụ phương tiện thông tin giải trí như là nghe nhạc, như là YouTube, như là Facebook, như là TikTok. Thế nhưng mà vào đó không phải mục tiêu để học là nhiều, mà chủ yếu là giải trí. Cho nên vì vậy bây giờ chúng ta là có một cái khoản đầu tư rất là rẻ tiền nhưng mà sinh lời rất cao trong tương lai. Đó chính là đầu tư cho cái bộ não của chúng ta, đầu tư cho kiến thức của chúng ta, thì chúng ta lại lơi là. Cho nên vì vậy nếu bạn không có gì trong đầu, không có gì ở trong cái kiến thức của bạn, thì tôi chẳng biết phải bóc lột bạn cái gì. Tôi cũng chẳng biết là bây giờ trước đây bạn bán hàng rất giỏi, nhưng bây giờ cậu không biết bán hàng online, cậu chẳng biết live stream để mà chia sẻ với khách hàng, thì tôi sử dụng cậu để làm gì nữa. Cho nên vì vậy là chúng ta sẽ dần dần bị thay thế bởi những người khác có khả năng học tập và vươn lên tốt hơn. Cái yêu cầu thứ 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 sáu đúng không, là yêu cầu gì? Đó là yêu cầu về tuân thủ kỷ luật. Dù là thời nào chăng nữa thì tôi nghĩ rằng là những người biết tuân thủ kỷ luật là rất quan trọng. Cho nên nhiều khi đến phỏng vấn ấy, chúng tôi vẫn để ý những câu chuyện, ví dụ như là đấy, công ty ta quy định là phải đeo khẩu trang này, rửa tay trước khi lên phòng chẳng hạn. Thế nhưng mà tôi nhìn cậu, tôi thấy là cậu chẳng rửa tay và cậu chẳng đeo khẩu trang. Rồi là tôi quy định hôm nay đến đây là mặc áo sáng màu, mặc quần được gọi như là màu đen chẳng hạn. Thì thực ra tôi không phải tôi làm khó cậu, mà nhiều khi tôi quan sát xem cậu phải là người biết tuân thủ kỷ luật hay không. Bởi vì nếu là người không tuân thủ kỷ luật mà lại là trong cái bối cảnh làm việc mà không có người giám sát, rồi là thường xuyên làm việc ở nhà như thế này chẳng hạn, thì chắc chắn là cậu sẽ không thể nào tuân theo được những cái gì mà tôi mong muốn cậu đâu, và cậu sẽ phá vỡ tất cả các cam kết mà công ty và tổ chức mong đợi. Cho nên vì vậy tiếp theo đó là khả năng tuân thủ kỷ luật của chúng ta, và chúng ta không thể nào mà cứ tiếp tục làm việc theo cái kiểu là thích thì làm, không thích thì thôi được. Đấy là yêu cầu tiếp theo. Cái yêu cầu thứ bảy cũng rất là quan trọng, đó là gì? Người ta gọi là khả năng chấp hành. Nói gì thì nói thôi, cái việc chấp hành những chỉ đạo cấp trên, cái việc chấp hành những cái nhiệm vụ mà do cấp trên giao, cái này nó hơi khác kỷ luật một chút. Kỷ luật thì đó là những gì nó mang tính gọi như là quy định chung với tất cả mọi người, rồi là nó là những chuẩn mực về đạo đức và xã hội mà cậu phải tuân thủ những cái quy định của công ty, có liên quan hoặc không liên quan đến công việc. Thế còn chấp hành ở đây nó gọi là trực tiếp những cái mệnh lệnh đến từ cái gọi như là người sếp, người dẫn đường, hay là những cái câu chuyện về việc là tuân thủ những cái mục tiêu đã được giao chẳng hạn, thì tôi gọi là cái sự chấp hành. Người ta đã nghĩ mãi, người ta bảo cậu làm cái phương án này cho tôi, thế trừ khi cậu không chứng minh được là cậu có một phương pháp tốt hơn để cậu thực hiện nhiệm vụ đó, thì cậu phải chấp hành với sự vui vẻ là tích cực. Thế đằng này cậu chưa chứng minh được là cái giải pháp của cậu tốt hơn, nhưng mà cậu vẫn cố tình cậu làm khác đi, cậu làm trái đi, thế cuối cùng nó xảy ra hậu quả thì ai người chịu trách nhiệm? Thế cho nên ở đây là cái yếu tố gọi như là tuân thủ và chấp hành cũng được đề cao trong giai đoạn hiện nay. Tôi nói ví dụ là ngay cả vấn đề về quản trị tài chính nhé. Cái thời kỳ dịch dã thế này tôi không thể nào xông xênh được, và cũng không thể nào để cho mọi người quản lý cái tài chính cách tùy tiện được. Cho nên vì vậy kế toán người ta yêu cầu rằng là đi công tác thì phải dùng tiền như thế này, phải lấy hóa đơn như thế này, hoặc là sử dụng đồng tiền này vào đúng cái mục đích này chẳng hạn, thì cậu lại làm khác đi. Cậu cứ nghĩ theo cái kiểu là đã giao tiền cho tôi làm gì, kệ tôi chẳng hạn, tức là cái khả năng chấp hành của cậu kém. Thì trong lúc mà doanh nghiệp đang khó khăn, cần thắt lưng buộc bụng thế này, mà nếu chúng ta không khả năng chấp hành tốt thì chỉ cần một người không đạt hiệu quả thôi, thì hàng trăm người như vậy nhân lên là rất là nguy hiểm. Tôi nói ví dụ trong hệ thống của chúng tôi hiện nay có cả nghìn người bán hàng, vậy thì bây giờ tôi nói là mỗi ngày chúng ta cố gắng bán được 9 đơn hàng chẳng hạn, thì bên tôi nó có một công thức rất nổi tiếng gọi là 999, tức là làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối đúng không ạ, rồi là làm việc liên tiếp là 9 giờ đồng hồ, gọi như là trừ giờ ăn giờ ngủ phải làm việc 9 tiếng, và một ngày là phải bán được 9 đơn hàng. Thế nếu mà trong trường hợp mà một ngày bạn chỉ cần bán được có 7 8 đơn thôi, bạn không tuân thủ được cái yêu cầu làm việc cật lực như vậy, ra được 7 8 đơn thôi, thế như vậy tôi hụt nó một hai đơn hàng. Thế nhưng mà hệ thống tôi có hàng nghìn nhân viên bán hàng như vậy thì hụt bao nhiêu? Nó hàng nghìn đơn đúng không? Và hàng nghìn đơn thì nó mất mát của công ty là rất lớn. Thế trong khi mà lương thì vẫn phải trả đủ, tiền điện, tiền nước vẫn phải trả đủ, rồi là mất bao nhiêu là chi phí khác là vẫn không được trì hoãn một tí nào. Thế cho nên đây là cái mà chúng ta phải hiểu, đặt mình vào tâm thế của người lãnh đạo của công ty để hiểu vì sao công ty lại có những áp lực như vậy. Và cái yêu cầu cuối cùng không có gì hơn, đó chính là sao? Yêu cầu số 8, đó là yêu cầu về khả năng hợp tác với tập thể. Bây giờ là thời kỳ chúng ta không thể làm việc một mình được, không thể một đường một ngựa được, mà chúng ta cần phải hợp tác, chúng ta cần phải phát huy thế mạnh của nhau, chúng ta cần phải có khả năng là liên kết tất cả các mối quan hệ chúng ta có lại, tạo thành một tổ chức đoàn kết và có sức mạnh dưới sự dẫn dắt của những người có kinh nghiệm và hiểu biết và có kết quả tốt hơn, và chúng ta cùng đi theo họ để chúng ta tạo thành một cái kỷ luật và hiệu quả làm việc tuyệt vời. Anh chị biết rằng là người Việt chúng ta, đặc biệt là thanh niên hiện nay, có khả năng làm việc đồng đội tương đối là kém,
Và nếu chị hiểu được cái sức mạnh của cái gọi là đồng đội, chúng ta sẽ hình dung thế này. Ở những cái ngày xưa mà khi mà có những cây cầu nó bắc qua sông yếu đuối và mong manh ấy, thì cái người mà chỉ huy đoàn quân và tiến quân qua cầu là bao giờ tạo yêu cầu là các anh đi tự do. Bởi vì nếu mà các anh đồng nhất, các anh bước theo kiểu bước đều, bước 1, 2, 1, 2, 1, 2, thì có thể làm cho cây cầu đó có thể sụp và bị gãy cầu. Tức là nếu như có 100 người đi qua cây cầu và đi theo kiểu bình thường, mỗi người một bước chân khác nhau, thì cây cầu đứng vững. Nhưng nếu mà bước chân theo kiểu đều bước, rộng đều bước, thì có khả năng cây cầu bị gãy. Cho chúng ta phải hiểu rằng là cái sức mạnh của sự đồng bộ và cái sự thống nhất và tinh thần tập thể nó rất là cao như vậy. Cho nên ở đây tôi nói là gì ạ? Nếu bây giờ một người chúng ta tham gia bán hàng thì chúng ta bán hàng rất khó khăn. Thế nhưng chúng ta tập thành những đội nhóm 7-8 người với nhau, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau giúp đỡ trong lúc khó khăn, cùng nhau phân vai ra để chúng ta đi bán hàng, thì cái kết quả bán hàng có thể lại rất tốt. Và điều này chúng tôi áp dụng rất nhiều tại công ty Rosa Bonita và tôi thấy rất là hay. Có người trước, có người sau, có người yếu, có người mạnh, có người giỏi bán hàng, có người giỏi nắm bắt tâm lý, có người thì giỏi về kỹ thuật, có người giỏi về tính toán. Điều đó tạo thành một sức mạnh vô cùng lớn. Vì vậy là ở đây chúng ta cần phải hạ bớt cái tôi của chúng ta xuống một chút. Chúng ta vẫn phát huy được cá tính nhưng chúng ta phải hạ bớt cái tôi của chúng ta xuống một chút để chúng ta có thể là có một cái đội nhóm làm việc tuyệt vời. Và khi làm việc đội nhóm, chúng ta nhớ rằng phải quan tâm đến kết quả chung thay vì cứ bo bo quan tâm đến kết quả riêng của chúng ta. Thế thì ở đây tôi đã nêu ra là 8 yêu cầu đó. Và nếu anh chị em thấy những yêu cầu đó, gần như tôi không yêu cầu quá cao về vấn đề về chuyên môn. Bởi vì bạn tốt nghiệp đại học Bách Khoa ra, bạn tốt nghiệp đại học Ngoại thương ra, bạn tốt nghiệp đại học Sư phạm ra, thì tức là tôi đã hoàn toàn tin bạn ở góc độ là chất lượng chuyên môn. Thế còn nếu bây giờ bạn cứ cố tình, bạn gọi như là cũng để cho cái chuyên môn của bạn nó yếu kém nữa chẳng hạn, thì chắc chắn bạn bị thải loại ngay từ ngày đầu tiên rồi. Chẳng cần là bạn phải làm việc ở đây một tháng hay là một năm đâu. Bởi vì chuyên môn là cái điều kiện tối thiểu mà tôi chẳng muốn đưa vào điều kiện cần hay điều kiện đủ nữa. Bởi vì bây giờ tôi nói ví dụ bạn làm về máy tính mà bạn không phân biệt được thế nào là các cái phần mềm để mà lập trình, bạn cũng chẳng hiểu là hiện nay người ta đang dùng cái công cụ nào để mà tạo ra một cái sản phẩm nào đó, thì tôi chịu bạn rồi. Thế còn tôi muốn nói là với điều kiện là chuyên môn của chúng ta đã như nhau, thì người nào có 8 cái yêu cầu kia thì thường là những người sẽ có thể là thành công và sẽ nhận được những công việc rất tốt đẹp như bây giờ. Thực ra trong nguy có cơ và trong cơ có nguy. Trong cái nguy cơ này thì rất nhiều người sẽ bị mất việc và rất nhiều người sẽ bị giảm lương. Thế nhưng cũng trong cái nguy cơ này, tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ có cơ hội tìm kiếm công việc mà bấy lâu nay mình mong ước nhưng mà chưa có điều kiện. Bởi vì nếu chúng ta tỏa sáng được và chúng ta nổi trội hơn những ứng viên khác, thì chúng ta chắc chắn sẽ dẫn dắt và tạo lập được cuộc chơi của chính mình mà không bị phụ thuộc vào những người khác, đúng không ạ? Bởi vì người giỏi ở đâu thì cũng cần, người tài thì ở đâu thì cũng quý, mà chúng ta phải tạo được cái giá trị gia tăng của chúng ta cao hơn cho những ứng viên khác thì chúng ta sẽ có được kết quả thôi. Tôi hay nói đùa một câu là thế này: trong thế giới tư bản và trong thế giới hiện nay, bạn không thể nói theo kiểu là tôi bị bóc lột được. Tôi nói thật nha, tôi rất mừng nếu các bạn bị bóc lột đấy, vì bạn phải có cái gì tôi bóc lột được. Mà bạn bị bóc lột tức là bạn sẽ tưởng thưởng bằng lương, bằng thưởng, bằng cái gọi như là các quyền lợi khác. Thế còn bạn chẳng có gì để bóc lột cả. Ngày hôm qua bạn đến, bạn cho tôi một giá trị bằng không. Ngày hôm nay bạn đến, bạn cho tôi một giá trị cũng bằng không. Thế chẳng có lý do gì tôi phải trả lương cho bạn, tôi phải sử dụng bạn cả. Cho tôi nhắc lại lần nữa là được bóc lột là một hạnh phúc, đúng không ạ? Và hy vọng rằng chúng ta đều trở thành những con người bị bóc lột, thậm chí bị bóc lột ngày càng nhiều. Và chúng ta sẽ tìm kiếm được những công việc tuyệt vời trong dịch nCoV này và có một cuộc sống thật sự thăng hoa và tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.